Chào các bạn, bây giờ là 10:34 ngày 1 tháng 8 năm 2023, tức là ngày rằm tháng 6 năm Quý Mão. Nhiều anh em chia sẻ về vấn đề thời tiết năm nay như nào, thì mình chốt một cách ngắn gọn, thời tiết từ giờ đến nửa năm 2024 là ấm áp hơn bình thường mọi năm. Cho nên làm vải Vu Hồng, Thanh Hà là thuận lợi. Đó, làm vải sớm thì thuận lợi, nhưng làm vải thiều là sẽ bất lợi nha các bạn nhé. Làm vải sớm thuận lợi, nhưng làm vải thiều sẽ bất lợi các bạn ạ. Cụ thể, mình sẽ nói một cách chi tiết những tháng làm lộc của chúng ta như sau. Về vấn đề thời tiết, thời gian, mình sẽ nói trước. Tháng ngày 8 tháng 8, tức là 7 ngày nữa, tức là 23 tháng 6 là ngày lập thu. Tới ngày 7 tháng 11, tức ngày 24 tháng 9 là ngày lập đông. Ngày 22 tháng 12, tức là ngày 10 tháng 11 là ngày đông chí. Còn sang lập xuân, chính là ngày chủ nhật, ngày 4 tháng 2 năm 2024, tức là 25 tháng chạp, năm Quý Mão là lập xuân. Vậy trong năm nay có hai lập xuân. Đấy, mình nói về thời gian. Còn nói về thời tiết, thì hôm nay là một ngày đầu tháng 9, đầu tháng 1, mình sẽ làm theo lịch dương nhé. Mình nói xong cả lịch âm mình xen vào đấy. Bây giờ mình nói về từ 1 tháng 8 đến 1 tháng 9, tức là từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 15 tháng 7. Thì cơ bản nó giống như bây giờ. Mưa, nắng, đan, xen giai đoạn đầu, bởi vì đang là giai đoạn cuối mùa hè, đầu mùa thu. Nó vẫn là giai đoạn thời gian mưa ngâu, cho nên mưa, nắng, đan, xen, mưa, nóng, ẩm. Còn giữa tháng bắt đầu mưa giảm, nhưng đến cuối tháng chúng ta có thể có một trận mưa to. Và nhiệt độ của chúng ta bây giờ là khá cao, nắng nóng từ 24 đến 27 độ. Còn từ 1 tháng 9 đến 1 tháng 10, tức là ngày từ ngày 17 tháng 7 đến ngày 17 tháng 8. Thời gian đầu tháng 9, nó là thời gian tháng 7 thì vẫn có mưa. Đấy, tháng 7 âm mà, ở thời gian mưa ngâu, vẫn có mưa. Thời gian sau giảm hơn, còn nhiệt độ bắt đầu giảm từ 23 đến 34 độ. Còn từ 1 tháng 10 đến 1 tháng 11, là thời gian cuối mùa thu. Thời gian đầu vẫn mưa khá cao, nhưng thời gian sau giảm và nhiệt độ bắt đầu giảm dần. Từ 18 đến 23, 32 độ. Còn từ 1 tháng 12, từ 1 đến 1 tháng 12, là thời gian chúng ta đầu đông. Thì các bạn năm nay, nhiệt độ rất thuận lợi cho chúng ta làm lộc vải. Từ giờ cho đến tháng 12, cơ bản là giai đoạn đầu, giai đoạn bây giờ là mưa nắng đan xen, không mưa quá to, nhưng cũng không bao giờ trở đi ấy, không nắng quá nhiều. Một ngày nó mưa loang thoáng, mưa theo kiểu là mưa cơn, thậm chí đây mưa, bên kia không mưa, trên ngày nào theo dự báo thời tiết cũng có mưa, nhưng có thể chúng ta không mưa. Vậy thời gian này là chúng ta làm lộc nó thuận lợi, nhưng chúng ta làm việc ngoài vườn với cày bừa cuốc sới là rất khó, bởi vì trời ẩm ướt theo đúng quy luật của tự nhiên. Đó là thời gian tháng 6, tháng 7, mùa đông. À xin lỗi, mùa hè và mùa thu là mưa, ẩm, ướt. Tuy nhiên sang cuối tháng 8, âm, tức là sang khoảng độ cuối tháng 9 và đầu tháng 10, thì chúng ta chuyển sang giai đoạn bắt đầu hanh khô hơn. Còn từ tháng 11 trở đi thì chúng ta bắt đầu ít mưa. Từ tháng 11 trở đi chúng ta bắt đầu ít mưa, sang tháng 12 cũng ít mưa. Nhưng lưu ý năm nay nhiệt độ sẽ nóng, ấm hơn. Đấy. Còn từ tháng 1 cho đến năm sau, tức là cho đến Tết ấy, đấy, thì chúng ta cũng ít mưa và ấm. Cho năm nay chúng ta sẽ rất thuận lợi cho quá trình chúng ta làm lộc, nhưng nó lại bất lợi cho chúng ta làm hoa. Cho nên năm nay chúng ta phải làm lộc làm sao cho nó phù hợp với thời tiết này.
Vì trời mưa ấm, mưa ẩm và ấm thì làm lộc rất là dễ. Nó ấm áp nó sẽ ra lộc dễ. Nếu chúng ta đốn sâu, đốn quá nhiều mà cây vải thiếu lộc thì có thể nhiều bạn có thể làm được lộc 4. Hoặc tối thiểu chúng ta cũng làm lộc 3. Và năm nay các bạn phải chú ý khoanh đậm, cày cuốc đứt rễ, bón các hóa chất ví dụ như kali, thậm chí có bạn mạnh dạn dùng cả muối để chúng ta ức chế. Không thì nguy cơ chúng ta không ra được hoa là rất nhiều. Bởi vì năm nay trừ một số ít, rất ít các bạn bán được vải đắt thôi. Còn hầu như năm nay vải bán cơ bản là rẻ. Còn vì sao chúng ta gọi là rẻ? Chúng ta bảo trên 10.000 chúng ta bảo chúng ta được, 20.000 chúng ta được. Nhưng chúng ta phải so sánh với các nguồn thu nhập khác. Thứ nhất là anh em làm công ty. Vậy một năm làm vài chục triệu bằng người ta làm nửa năm thôi. Một mình, còn cả cái vườn mình hàng cả nhà. Bao nhiêu tiền, thuốc sâu, thuốc xia, phân bón. Viên chức nhà nước người ta cũng tăng lương. Đấy, chúng ta quan trọng chúng ta so sánh. Thậm chí như mình chơi cây cảnh, mình đào với hôm Tết bán vài chục triệu. Thế mình đào mang tiếng về hôm Tết thôi, vừa chơi cũng vài chục triệu bằng cả vụ vải mình hàng năm trời. Và vô cùng vất vả. Cho nên, trừ một số ít bán đắt, nhưng theo mình nghĩ cũng không ăn thua được. Tính ra thu nhập cũng chẳng ăn thua. Bởi vì nhiều bạn bán đắt, có thể trên dưới 20.000. Nhưng lượng các bạn đầu tư công sức thuốc sâu vào đó, tiền vào đó rất là nhiều, đặc biệt là vấn đề thuốc sâu. Cho nên phun nó ảnh hưởng sức khỏe sau này. Đấy, cho nên bây giờ theo mình nghĩ năm nay anh em đều có một tâm lý chung, đó là chặt cụt. Như đâu mới đầu mình cũng không có mục đích chặt cụt đâu. Nhưng mình chặt cụt thì ai cũng thế, mình chặt cụt, nhiều anh em chặt cụt, nhiều anh em chuyển, mình đã chuyển nửa vườn sang để trồng cây cảnh. Nhiều anh em đã ở vùng cao chặt đi trồng keo. Đấy, vẫn tóm lại như thế. Thì tóm lại là với năm giá vải này, anh em đã không còn gọi là gì nhỉ, hưng phấn, vui vẻ và động lực làm vải nữa. Cho nên sang năm vải sẽ có nguy cơ mất mùa là tất nhiên. Đấy, còn giá cả thì thật ra tận giờ giá cả của nông sản Việt Nam cũng chẳng có hy vọng khả quan gì đâu các bạn ạ. Đấy, thôi mình đoạn cuối mình tâm sự một chút. Còn lộc vải các bạn như nào? Thì mình vẫn chia sẻ cách đốn vải để các bạn quan sát cảnh mình đốn đây. À, những cảnh vợ mình chặt đây, các bạn nhìn này. Tuyệt đối không bao giờ được chặt vải cụt như thế này. Đốn làm sao phải có kiểu. Mình chặt cụt, nhưng mình để mầm lá. Vải nó ra ổn. Thu hoạch xong còn chưa cả vừa dọn vườn được bón phân. Vải đã ra xong lộc 1, đang có nhu cầu ra lộc 2. Lá đã xanh, không phải là vàng nữa, đã ban rồi, đã xanh. Vậy mà những cây vợ mình đốn, vợ mình chặt, vẫn cụt ngùn như kìa. Đấy. Cây mất hết cành giữa rồi. 94 mình trồng, 95 mình trồng. 30 năm nay nuôi lộc vải, nuôi được một bộ tán, không bán cầu đẹp, phang như mấy phát, cụt cả bạt giữa. Cuối cùng thì lấy một tí trong này. Đấy. Cho chúng ta lưu ý cách đốn làm sao cho phù hợp. Còn nhiều bạn vẫn chia sẻ bây giờ lộc 2 ra sớm không? Sớm muộn kệ lộc 1, lộc 2. Chúng ta chẳng quan tâm làm gì cả. Các bạn mà đầu tư vẫn có niềm đam mê. Thu hoạch xong, bón phân, bấm tỉa, phun thuốc sâu. Làm bình thường. Đam mê, vui vẻ, làm để trình diễn, làm để vui. Bón thật nhiều phân, đặc biệt là phân chuồng, hoai mục. Để cho quả vải nó đẹp. Còn không đam mê, làm vừa vừa thì bón phân hóa học. Không muốn làm gì nữa, rác một tí phân đạm. Không làm gì nữa mà kệ đó, chẳng làm gì. Không đốn, không tỉa, không làm gì hết. Đến lộc cuối cùng, rác ít đạm, phun phân bón lá, thuốc sâu, làm lộc một lượt cuối cùng, rồi cho nó khoanh. Nhưng còn đúng ta, làm như mình vừa nói, cuối cùng là làm dễ nhất. Vải hạn chế mất mùa, nhưng sau thu hoạch khó. Còn đã đốn bấm như mình vừa nói, hầu như năm nay anh em đều đốn bấm rất sâu do giá vải rẻ không làm được. Thì càng khó làm. Vậy chúng ta muốn vải chúng ta có quả thì chúng ta phải căn lộc cuối cùng làm sao phù hợp để cho cây vải mình đến trước khi ra hoa 450 ngày đã đủ một hệ thống lộc lá. Rồi năm nay chắc chắn là phải khoanh thật đậm. Bởi trời năm nay sẽ ấm. Khoanh đậm là vải nguy cơ ra lộc rất cao. Khoanh đậm như vải mình, nếu mình khoanh phải khoanh tầm 4 đến 5 ly
3 đến 5 ly. Khoanh sau, cây cuốc đứt rễ như mình vừa nói từ giai đoạn giữa video. Cây cuốc đứt rễ phun nước chế rất kali, thậm chí rất cả muối, để tùy các bạn. Đấy mình chia sẻ những kỹ thuật nhé, không phải mình làm đâu nhé. Còn mình làm hay không tùy. Như 3-4 năm nay mình không khoanh vải rồi. Nhưng năm nay phần trong kia có thể mình cũng khoanh, bởi vì mình đốn quá sâu. Còn phần này có thể mình không khoanh nữa. Bởi không khoanh vải và khoanh không khoanh nó có giá ưu điểm riêng của nó. Nhiều bạn chia sẻ là không khoanh vải không có quả, không phải đâu. Mình không khoanh vải mình vẫn có quả bình thường nhé, nhưng nó sẽ nguy cơ hơn. Còn khoanh vẫn là trong những biện pháp làm vải tốt nhất. Khoanh vẫn là một trong biện pháp làm vải tốt nhất. Thưa các bạn ạ. Thôi à, mình nói sơ qua về thời tiết để chia sẻ cùng anh em và các bạn. Bây giờ mình về, mình đang video đoạn cuối mình nói chơi chơi thôi. Thôi thì anh em chia sẻ thì mình cứ nói. Thì bây giờ là thời gian là 10:45 ngày 1 tháng 8 năm 2023, tức ngày rằm tháng 6 năm Quý Mão. Thời tiết bây giờ đến hết tháng sang tháng 9, tức là từ giờ, từ giữa tháng 6 cho giữa tháng 7 là cơ bản mưa nắng đan xen, mưa kiểu bóng mây. Không mưa to quá, không mưa nhỏ, và cũng chẳng có ngày nào nắng ráo hết cả. Cho nên chúng ta lượng mà chúng ta làm. Đây cũng là một kiểu thời tiết cực kỳ thuận lợi cho chúng ta làm lục vải. Sang tháng 9, sang tháng 10, tức là sang nửa tháng 7, à 6 sang nửa tháng 7, thì bắt đầu giai đoạn đầu vẫn là giai đoạn đầu, à giai đoạn mùa thu, thời gian ngâu, cho nên vẫn mưa nhiều. Nhưng sau đó giảm dần. Thì sang tháng 10 đến tháng 11 thì bắt đầu cuối mùa thu, thì trời bắt đầu khô, nắng và hạn nhiều hơn. Và từ tháng 11 đến tháng 12 là thời gian đầu mùa đông, thì trời vẫn có thể mưa ít nhiều, một vài cơn. Và sau đó từ tháng 12 trở đi thì bắt đầu ít mưa. Đến cuối tháng 12, à đến cuối năm ấy, thì trời ít mưa hơn. Nhưng cơ bản trời năm nay, từ giờ trở đi đến tháng 6 của năm sau, năm 2024, ta đến mùa hè năm sau, cơ bản là trời nắng, à nóng nhiều hơn. Đấy, mưa cũng có thể nhiều hơn mọi năm. Cho nên năm nay là một năm khó làm vải. Mình đã về đến nhà. Cảm ơn các bạn xem video. Chúc các bạn có những biện pháp kỹ thuật phù hợp, làm sao cho chúng ta làm thế nào để chúng ta hiệu quả. Cuối video, cảm ơn các bạn xem video nha. Chúc các bạn nghỉ trưa ngon giấc, ăn cơm ngon miệng, vui vẻ hạnh phúc bên những người thân của mình. Mình dừng video tại đây.